Xin chào các bạn. Tiếp tục với vấn đề hút mỡ, hôm nay tôi giới thiệu chuyên sâu với các bạn về công nghệ body tie trong hút mỡ. Nghe cái tên body tie thì các bạn sẽ liên tưởng tới body là cái dáng của cơ thể, tie tức là sự săn chắc lại. Body tie được một công ty của Israel đặt tên cho một cái dòng máy để lấy mỡ ra khỏi cơ thể. Body tie có hai phần, một phần mềm chỉ tác động ở phía ngoài da và một phần mềm áp dụng cho việc hút mỡ. Tại MCAS, body tie của chúng tôi có hai phần mềm này. Như vậy, cái phần mềm áp dụng cho hút mỡ sẽ đi trước và phần mềm tác động ra phía ngoài da sau hút mỡ đi sau. Hoặc các bạn ngại về vấn đề hút mỡ thì các bạn có thể chọn phần mềm làm săn chắc vùng da bụng qua cái đầu tay cầm Form MX. Đi vào cái phần hút mỡ thì công nghệ body tie áp dụng sóng radio, có nghĩa là radio frequency, đầu phát, đầu thu. Giữa đầu phát với đầu thu tạo ra một mức năng lượng, sức nóng. Sức nóng này làm cho nước trong các tế bào mỡ giãn ra và giãn đến mức bể cái tế bào mỡ ra. Và khi bể tế bào mỡ đó thì ngay cái đầu ở phía trước của cái đầu thu nó có một cái lỗ hút chân không để kéo cái lượng mỡ đó ra. Như vậy, nguyên tắc của công nghệ body tie là dùng sóng radio phát ra sức nóng làm bể tế bào mỡ và từ đó chúng ta hút ra. Ưu điểm của công nghệ này là gì? Khi hút mỡ truyền thống, có nghĩa là chúng ta sẽ dùng cái lực tay tác động tới lui. Cái lực tay tác động tới lui này nó va đập vô những cái tế bào mỡ và làm tế bào mỡ bể ra. Và như vậy chúng ta không kiểm soát được lớp nông sâu kể từ bề mặt da. Trong khi đó, công nghệ body tie, tức là giữa đầu phát với đầu thu, chúng ta có một cái khoảng cách hằng định như thế này. Tức là các bác sĩ có thể điều chỉnh 1cm, 1.5cm hay là 2cm, để từ đó chúng ta tạo được một cái lớp phẳng phiu kể từ bề mặt da. Chứ nếu hút mỡ theo kiểu truyền thống thì các bạn sẽ hình dung là cái lớp da còn lại nó sẽ lồi lõm chứ nó không được phẳng phiu. Điều thứ hai, với công nghệ tôi hay dùng cái từ là ủi da. Tại sao là như vậy? Khi hút mỡ truyền thống hay nói cách khác là hút mỡ, có nghĩa là chúng ta lấy tầng mỡ đi, da đây, tầng mỡ đây, chúng ta lấy tầng mỡ đi, da nó sẽ co lại. Như vậy đối với những cái vùng da bụng mà đã bị rạn nứt thì không thể nào co lại một cách gọn ghẽ được. Cho nên với những cái vùng da mà bị rạn nứt như thế, nếu áp dụng phương pháp truyền thống thì các bạn luôn bị dồn cục lại, luôn bị lợn cợn và nó không đẹp. Thế thì với công nghệ body tie, sức nóng bên cạnh sức nóng phát ra từ sóng radio, bên cạnh cái phá vỡ tế bào mỡ thì nó còn tác động lên cái lớp sợi collagen ngầm ngay bên dưới da, và như thế nó làm cho lớp da phẳng giống như chúng ta ủi quần áo vậy. Do vậy, công nghệ body tie là một công nghệ tuyệt vời trong việc hút mỡ, vừa lấy tầng mỡ vừa làm cho lớp da thẳng lại. Công nghệ này áp dụng cho những vùng như là cánh tay, nách, vùng mặt, vùng bụng, vùng eo hông, rất tuyệt vời. Điều sau cùng, lưu ý với các bạn rằng công nghệ body tie sử dụng từng đầu hút riêng biệt cho các vùng. Ở vùng mặt, đầu hút đó có kích thước là 1.5mm. Ở vùng cánh tay, kích thước đó là 3mm. Ở vùng bụng, kích thước đó là 5mm. Ở vùng đùi, kích thước đó là 4.5mm. Mỗi vùng có một đầu riêng biệt. Và với đầu chuyên biệt đó, chúng ta hút được kích thước mỡ hoàn toàn khác nhau. Và từ đó, cái sản phẩm mỡ hút ra từ body tie sẽ rất có ý nghĩa cho việc bổ sung mỡ ngược trở lại với những kích thước trong vùng cơ thể khác nhau. Thân ái, xin chào và hẹn gặp lại.